đi. Xin được nêu cảm nhận của mình thì là bộ già này là không còn điểm trừ nữa, 10 điểm không có nhưng. Thưa quý vị, Việt Hải. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Em đang có mặt tại nhà anh Hiếu ở địa chỉ là xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đằng sau kia là anh bác chủ giàn anh Hiếu nhé. Thì hiện tại anh em đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị cũng như là kiểm tra vệ sinh thiết bị cho anh. Quy trình bảo trì bảo dưỡng bộ giàn cho các bác khách hàng của bên Khang Phú Đạt Audio thì đầu tiên là anh em sẽ vệ sinh tủ máy bằng cái máy nén khí đi. Rất là chuyên nghiệp đấy các bác nhá. Sau đó là anh em kiểm tra dây rắc thiết bị xem có hoạt động bình thường hay không. Còn nếu cái nào mà bị hư hỏng thì sẽ thay rắc cũng như là thay dây. Và tiếp sau đó thì là bên kỹ thuật sẽ tiến hành setup đo đạc căn chỉnh lại theo cái không gian, theo cái thiết bị của bộ giàn. Thì anh em đang triển khai công việc. Trước tiên là cảm ơn tất cả anh em nhiệt tình về với gia đình mình. Sau đó cảm ơn công ty bố trí thời gian sắp xếp cho anh em về setup lại sự nhiệt tình của anh em với công ty. Rất cảm ơn. Còn về phần loa máy thì tất cả mọi người ở đây cũng cảm nhận được rồi. Vì tổng những người ở đây là đi làm sâu cùng đã cảm nhận được, đã đánh giá được cái chất lượng của đồ của công ty rồi. Chứ tất cả là cảm ơn anh nhé. Vâng, xin thay mặt công ty thì cảm ơn anh và chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và có nhiều sâu để làm nhé. Xin cảm ơn anh nhé. Cảm ơn công ty.